Cô Hiền chào cả nhà. Ngày hôm nay thì có một vị phụ huynh mang tập đến và có trao đổi là cô ơi, con của mình đang học ở một trung tâm đó, thì cô sẽ kiểm tra giúp ba mẹ là cái chữ của các con á đi đã đúng ô ly hay chưa. Thì khi mà nhận cái quyển tập này đó mà ba đã đầu tư cho các con ra trung tâm học thì thật là thất vọng luôn ạ. Thì có nghĩa là cái nét chữ của các con á đi không có đúng ạ. Và thậm chí là khi mà cái bút đỏ đó là cái chữ mẫu đó thì cái chữ mẫu của cô giáo vẫn không đúng luôn. À, về ô ly, về nét thâm nét đậm ha, thì khi các con đi á, thì sai sai rất là trầm trọng. Thì cô có tư vấn phụ huynh là bây giờ thì cô sẽ cho con đi lại từ đầu, từ những cái nét cơ bản, và ba mẹ quan sát cái chữ mà trung tâm mình á, trung tâm Green Art học, và quan sát và so sánh thì nó khác nhau hoàn toàn. Cũng là học chữ, tuy nhiên thì các quý phụ huynh hãy lưu ý, dù học ở đâu cũng vậy, thì chúng ta không cần đi nhanh lắm đâu ạ, nhưng cần đúng chắc và đúng chuẩn, để khi mà các con học xong cái tiền tiểu học mà để làm quen á, thì không cần đi quá nhanh, nhưng phải đúng ạ. Phải đúng chắc cho các con, để khi mà các con lên lớp 1 gặp thầy cô giáo lớp 1 thì các con không có tốn thời gian mà phải học lại từ đầu. Chẳng thà ngay từ đầu các con không học gì thì lên lớp 1 cô giáo sẽ dạy khỏe hơn là các con đã học mà học sai. Cho nên quý phụ huynh học sinh hãy để ý cái việc mà con mình học á, có đúng hay không, đúng chắc chuẩn ô ly hay không ha, để mà mình kiểm soát cái việc học của con là có hiệu quả chất lượng hay không. Ừ, thay vì mình lo lắng mình cho học, nhưng mà mình cũng phải chọn cái nơi mà mình học uy tín, phải đúng chắc chuẩn cho các con mình nha quý phụ huynh học sinh. Và đây là cái quyển vở mà cô Hiền cầm trên tay, cô Hiền cũng rất là thất vọng. Tại vì là đi sai hết luôn ạ. À. Sai hết như vậy thì các con, khi mà các con luyện tập rất là khổ luôn.